Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Minh Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp. Ây da, mình thua rồi. Rồi, không sao. Rồi, ok, chúng ta trở lại với lại cái bộ gì ta? Bộ thủy quái của mình nào. Mình quên mất là mình quyết định bỏ hai con summon kia vô rồi, tại nó yếu quá. Giờ có đợi cái sân kia ra để nó kháng phép thôi, cũng không quan trọng nữa. Xài cái sân này luôn cho nó đỉnh. Rồi, ok, anh cũng cao minh đấy. Có bạn nhắc mình là chơi bộ này xong chơi bộ tiên rồi thì ok cũng được. Nhưng mà mình muốn chơi theo thứ tự của máy hơn để mình coi coi tiếp theo bộ này là bộ thủy quái này của mình là bộ gì. Rồi, để coi coi ảnh có giữ hay không nhá. Ảnh giữ thì mình mới phá. À, không giữ rồi. Ồ, cũng kinh hồn đấy. Rồi mình chấp nhận mất 2000 sao cả, chuyện nhỏ. Rồi mình sẽ lấy cái bình của mình ra. Rồi cho anh lấy của em 2000 máu đấy. Hơi đau thôi, không đau lắm. Mình chỉnh lại bộ bài của mình chút xíu. Chứ như vậy thì như hôm qua hơi khó chơi các bạn. Ây da. Nổ nè, đi mất ra con này là khỏi kêu. Trời ơi, thêm lại được con rồi, có lợi hại vậy. Wow. Ồ, có lá trà tấn ở đây luôn. Chổi nữa. Còn xung quanh luôn. Chà, à rồi không sao, hai con này của mình ra sân này là nó quề. Con này trên mờ, con này không được búp. Con này búp thì lại thiếu chút đỉnh. Chà, thủy quái lần này ra dữ lên. Hên thế. Ồ, ra được ba con này cùng lúc luôn. Rồi, nhái. Rồi thôi, 500 thì chịu. Trường hợp ngoài ý muốn không tránh được. Ô chu chà, nhiều bẫy thế. Phá. Ô là con này rồi, vậy là cái lá còn lại là lá này rồi. Ok, đã thế thì chấp nhận luôn. Chúng ta lấy con này, mình kéo bài mình ra tiếp. Có những cách đó, đây là một trong những cách mà giúp chúng ta lấy bài đó các bạn. Rồi, ok, cho con này. Bắn. Rồi, ảnh dở cái lá trà tấn anh lên. Ủa, không dở à. Rồi, xong. À, không dở lên là dở rồi nha ông anh. Con này giờ nó ra cái sân này nó bị giảm thủ. Rồi xong mình ăn. Ủa vậy là hình như ảnh, nếu mà vậy là ảnh không úp lá cho tấn xuống, ảnh còn giữ ảnh úp cái lá khác các bạn. Chứ giờ cơ bản là ảnh có thể chặn một đợt tấn công của mình. Trận này phải nói là hơi bị ảo diệu luôn. Lần đầu tiên mình ra được 3 lá bài giống nhau trong cùng một lần. Nhưng mà rút 5 lá mà ra 3 lá y chang nhau rồi, nó bữa nay số hơi bị đỏ đấy. Mình quên mất hôm qua phải lấy con này. Bản này nó không có con gấu nha các bạn. Chơi với anh K3 với anh Zoe là con gấu. Nhưng mà qua đây nó thành cái con Lost Version này các bạn. Mới gọi quá hệ nước ra được. Qua mình quên. Rồi không biết con này là con chi. Mượn về xíu. Ra là con này. Rồi xong, tạm thời án binh bất động cái đã. Không dùng thì khoan, dùng hả? Dùng cái sóng thần, chừng nào mất con Shinzo rồi hẳn dùng. Dùng cái lá này sớm mà uổng. Nói chung là bây giờ mặc dù là mình có bộ ba nguyên tử trong tay rồi, sóng thần có, sấm sét có, cái gì nữa ta? Ra
đắt hơn có, nhưng mà đủ có đủ hết rồi đó, nhưng mà quyết định là đôi khi cũng phải hạn chế dùng chứ không phải có cứ dùng thoải mái thì cũng nguy lắm. Rồi ok, có la này ở đây thì làm sao này thì với lại dùng cái biển sân biển băng này ngon hơn cái sân biển kia các bạn, nó không có trừ hệ máy móc của mình, nó chỉ trừ điểm thủ của mấy con nào hệ thủy thôi, nói chung là được bút công phải giảm thủ vậy đi, chứ cái sân kia nó lại trừ con Shinzo của mình. Mà chẳng qua là mình dùng cái sân đó thì được lợi mỗi một cái á, là mình giúp cho cái con thuộc luồng gì đó của mình á, nó miễn nhiễm với phép thuật thôi. À rồi ok cũng được. Con này nó có chết á thì mình sẽ gọi một con hệ thủy khác ra. Rồi xong. Cả mình lẫn ảnh đều không được đánh nha. Tại cái sân này nó cái bọc này nó giống vậy, cái là cái lồng, như lồng cái này gọi là cái lồng. Nó khác với lại cái bài ký mì chấn đối phương không có chấn mình. Rồi ok, để coi anh chơi chiêu gì với em. Có con Shinzo ở đây, hai cái lá tráp này là nó yên rồi. Ây chà, lợi hại dữ ta. Ồ, gọi thần ra ra rồi. Ồ, cũng lợi hại. Hảo. Nhưng mà xui cho ảnh. Ê, không cần. Cho anh bắn một cái đó. Rồi anh cô anh bắn con này đi, chứ không anh sợ bắn con này mình lại gọi con khác ra. Rồi nói chung là kể ra thì anh cũng cao minh, nhưng mà đụng phải con cánh cục của em thì nó lại là chuyện khác rồi anh ơi. Này thì hiến tế hai con này. À rồi, đây lãnh chúa độc dược. Ê, bấm nhầm quên chưa bấm nút công. À rồi ok, bấm tầm bậy mà là mình vô tình lại bảo vệ được một con phe mình đó chứ. Gì đây? À rồi, sao nữa? À. Rồi ok. Đây rồi, con phải có những con giống vậy ra mới ngon, mà tại con này mình có chưa nhiều. Cái nếu mà xét ra trong ba lá đó, thì cái lá sóng thần này là cái lá kém nhất, tại vì nó là ở dạng tráp, nó ra bị động mà không phải lúc nào mình muốn dùng được, phải có một cái lá bài nào đó được ngửa lên cho sàn đấu á, tức là dạng như phải một trong hai bên quăng bài ra hoặc là úp xuống thì đang dở lên á thì được. Còn ví dụ như mà muốn dở lên chủ động thì không được, với lại nó là tráp, nó đặt xuống là phải lượt sau mới được xài. Còn hai lá kia là quăng ra là xài luôn, ra cái ghi với lại đá khô nó, nhưng mà cái thằng này nó được cái là nó lại là tráp cho nên nó được xài trong lượt của đối phương. Rồi ok, chúng ta lấy được một con ông mái tào lao, chúng ta lấy được một cái lá bút cho hệ máy móc, rồi cái đó mình không cần. Còn nhưng mà vấn đề cái này thì mới là hay nè, The Fan Up, một lá bài thần nữa đã về với mình các bạn, và lá bài này cũng hệ rồng. Ồ, qua nhìn nó ngon cơm nha. Nhưng mà vấn đề là lá này mà đụng cái lá tráp mà nó phong ấn bài nó mới giết mình, nó chỉ còn phong ấn một lá thôi, tại mấy cái lá này nó không có sao thì mặc nó là một sao. Con này là Dragon mà nó có nó effect luôn. Ồ, cái lá này nó có như có cái búp gì đó, bên nào lôi ra xài thử mới được. Con rồng này nhìn ngon nè. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bánh Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À ngoài ra có bạn nói mình là nên chơi thử con Dragon Seeker, cái con mà chuyên đi con quỷ mà chuyên đi săn rồng á. Thì ok, con đó bên bảo cây ba mình dùng nhiều rồi, chẳng qua qua đây mình không muốn dùng lại thôi. Chứ thật chất nếu mà mình dùng lại con đó thì cũng được, mà tại chẳng qua thấy con đó qua đây nó xung manh nó hơi phí. Nó công 2000, thủ 2001, mà qua đây nó có nhiều con mà nó là quái thường mà nó đã như vậy rồi. Thành ra là mình cũng không muốn dùng, mà cái con đó cũng chỉ để ăn mấy con rồng thôi, mà anh cái ba này cũng chả, ấy là xin lỗi, anh Maric này cũng chả mấy khi dùng bài rồng, hình như có mỗi cái con thần ra của anh là rồng, mấy con kia ít rồng lắm, thành ra con đó cũng ít có đất dụng võ các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ha, bye bye.